Audio Jungle. Chào các bạn đã quay lại với kênh Lò Mọ. Clip hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để sửa các cái đồ điện tử nội địa Nhật mà cắm nhầm vào điện 220V. Khi mà các bạn đã nhỡ tay cắm phải cái điện 220V và nó nổ thì các bạn đừng lo lắng, mình vẫn có thể sửa chữa được và với chi phí rất là rẻ. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Hầu hết các thiết bị điện nội địa thì là nó có cơ chế giống nhau. Cụ thể hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là sửa cho cái máy lọc không khí này, cũng nội địa Nhật và cũng cắm nhầm điện 220V dẫn đến là nó bị nổ và bây giờ nó không hoạt động nữa. Thì đây là mình đã mở cái vỏ của nó ra rồi. Cách để tháo cái vỏ thì mình không chia sẻ nữa, tại vì là mỗi một cái đồ điện tử thì nó lại khác nhau. Và đối với cái lọc không khí này thì nó có một cái bảng mạch, đây là bảng mạch nguồn của nó, đó là cái này. Và bây giờ mình sẽ phải tháo cái bảng mạch này ra, tháo rồi cái bảng mạch này ra để mình kiểm tra linh kiện nào nó bị nổ, bị cháy thì mình sẽ thay thế. Thì trước khi tháo thì các bạn lưu ý là trước khi các bạn tháo ấy thì các bạn nhớ chụp lại những cái rắc điện này, rắc đấu này, để khi mình lắp vào mình không bị nhầm lẫn. Các bạn chụp lại hoặc là đánh dấu lại tùy các bạn. Bây giờ mình sẽ tháo cái bo mạch nguồn này ra của nó ra và chỉ cho các bạn là cái linh kiện nào nó bị hỏng do mình cắm sai nguồn 220V nhé. Và đây là cái mạch nguồn của nó, mạch nguồn của cái quạt lọc không khí này. Thì các bạn sẽ thấy nó sẽ có một cái linh kiện nó bị nổ ở đây. Đây các bạn nhìn kỹ này, cái linh kiện màu xanh này, nó là cái con chống sét đấy. Các bạn nhìn thấy nó bị nổ không? Và khi mà cái linh kiện này nổ dẫn đến cái cầu chì này sẽ nổ này, cầu chì này sẽ đứt để bảo vệ cái mạch. Đây các bạn thấy là cái linh kiện này nó bị nổ này, đây là cái con chống sét, nó nổ. Cái nguyên lý hoạt động của nó là khi mà có cái dòng điện nó quá cái sức chịu đựng của cái con chống sét này thì chống sét này sẽ nổ bị thủng và nó làm chập điện để đứt cái cầu chì này. Đấy, khi mà cầu chì này đứt thì nó không có điện đi vào trong mạch nữa, nó bảo vệ được mạch. Đấy, như vậy là bây giờ mình chỉ cần thay cái con chống sét này thôi, thay con chống sét này mới và cái con cầu chì này. Cầu chì đây là 3A. Đấy, mình thay hai linh kiện này chắc chắn nó sẽ chạy. Mình đã mua các linh kiện để thay thế này. Đây là cái con chống sét, hay tên kỹ thuật của nó còn đọc là Varitor ấy. Và cái cầu chì 3A. Các linh kiện này rất là rẻ, các bạn có thể tìm được ngoài thị trường. Đâu đó thì có cái này mình chỉ mua mỗi 1.000 và cầu chì này cũng 1.000. Tổng chi phí là hết 2.000. Hai cái linh kiện này. Đây, hai cái linh kiện ở đây. Và các bạn lưu ý là khi mà mua cái con chống sét này thì các bạn chú ý cái thông số của nó là nó bảo vệ cho cái dòng điện khoảng 120V nhé. Các bạn đừng có chọn cái thông số nó lớn quá. Ví dụ như là 150 hay là 200V hay 220V thì nó sẽ không có tác dụng. Tại vì là nếu các bạn chọn cái chống sét này là 120V chẳng hạn thì cái quá 120V nó sẽ nổ. Còn ví dụ các bạn chọn lớn hơn, chọn 220V chẳng hạn, khi mà cắm 220V vào là nó vẫn không nổ đâu.
và dòng điện 220 nó sẽ đi vào cái mạch này và nó gây hỏng mạch. Do vậy các bạn khi mà chọn, các bạn nhìn lưu ý là nó chỉ chịu đựng được cái dòng điện khoảng 120V thôi nhé, 110 đến 120V thôi. Tốt nhất là 110 thì càng tốt. Tại vì cái đồ điện tử nội địa của Nhật nó chạy điện 100 và 110. Rồi bây giờ mình sẽ nhả hai cái linh kiện hỏng này ra và thay hai linh kiện mới vào. Còn dòng xe này các bạn cứ hàn thoải mái, nó không phân biệt âm dương đâu nhé, không phân cực, tức là các bạn cứ hàn chiều nào cũng được, không quan trọng. Đây, mình đã thay hai linh kiện mới vào rồi. Còn chống sét và cái cầu chì. Đây là cái linh kiện cũ đây. Nó bị nổ đây. Rồi bây giờ mình sẽ lắp vào nhé. Sau đó các bạn cắm các cái rắc theo thứ tự thôi. Các bạn lưu ý là phải chụp lại ảnh. Rất nhiều rắc. Xong rồi, bây giờ mình sẽ cắm thử điện nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện để thử. Bạn lưu ý là cắm đúng điện 100V nhé. Đừng cắm 220 nó lại nổ tiếp đấy. Ngon luôn các bạn ạ. Chạy luôn, điện vào chạy luôn. Đây các bạn thấy đèn báo không? Rồi như vậy mình đã sửa xong rồi. Rất đơn giản đúng không các bạn? Chi phí rất rẻ, hết có 2.000 bạc thôi. Nên các bạn khi mà nhỡ tay cắm nhầm điện ấy thì cũng đừng vội hoang mang, mình vẫn có thể khắc phục được. Và để hạn chế cái việc cắm nhầm điện ấy, các bạn tốt nhất là nên thiết kế một cái ổ cắm riêng cho cái điện 100 này. Với cái ổ cắm nó khác, nó đặc biệt hơn một chút. Đặc biệt so với các cái ổ cắm 220V trong nhà mình. Thì như vậy sẽ hạn chế được cái việc cắm nhầm. Clip của mình kết thúc ở đây. Các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ và like giúp mình. Nhớ đăng ký subscribe kênh của mình để xem những video mới hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn thành công.